Đây tiếp tục là một hòn non bộ tiểu cảnh nha các bác nha. Đấy. Hòn này thì em mới đắp xong được khoảng 10 ngày. Bác nào có nhu cầu mua thì về vườn của em nhé. Vườn em là ở hợp tác xã Thăng Long ở Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội. Đấy. Tiểu cảnh đá thấm thủy cổ thạch vàng rất đẹp nha các bác nha. Rất là đẹp luôn. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp tục đây là một tác phẩm ngũ hành sơn nha các bác nhé. Đây là chỗ để dốt anh khỉ đấy. Rất là đẹp nha các bác nhé. Cảnh xa cảnh gần đều có nhé. Hòn này thì là em làm xong được 2 tháng rồi nha các bác nhé. Còn cây thì là mới ký được khoảng độ chục ngày. Đấy. Rất đẹp nha các bác nhé. Đây, tiếp tục đây là một tác phẩm Trúc Lâm Thất Hiền nha các bác nhé. Hòn này thì làm khá lâu rồi. Hòn này làm được khoảng 3 tháng rồi nha các bác nhé. Rất đẹp. Tiếp tục nữa là một tác phẩm đá thấm thủy cổ thạch vàng nữa nha các bác nha. Đây, quay từng chi tiết cho các bác xem này. Tiểu cảnh rất đẹp này. Về các bác thả nước nha. Giới thiệu với các bác đây là một tác phẩm si búp hồng ký đá cổ thạch nha các bác nhé. Đá thấm thủy cổ thạch. Đây một tác phẩm si búp hồng này. Em vừa mới ký được khoảng độ nửa tháng thôi. Nhưng mà xa dễ hết rồi nha các bác nhé. Ký đá này thì mình đắp sơ dừa. Xong mình bơm thuốc kích rễ vào. Chỉ tầm nửa tháng thôi là rễ nó sẽ xa rất nhiều luôn. Nhà mình có thể bỏ cái những cái dụng cụ mình đắp vào như là chăn bông hoặc là rơm nhé. Thế là dễ nó bết vào sơ dừa là nó bám được vào đá nha các bác nhé. Rất đẹp này. Nha các bác nhé. Rất đẹp. Tác phẩm này em mới ký được 15 ngày thôi mà nó đã lên mầm lên điếc như này, rất đẹp nhé.